1 2 3 4 5 6 7 8. Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng, đồ hư, đồ lỗi cũng có bán luôn. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em ha, đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Hiện giờ là trước mắt là 8 con bíp từ ha. Không linh nguồn. Ngoại hình thì có con đẹp con xấu, mà đa số chỉ có con này là hơi xấu thôi, giống như dơ đó. Đó. Còn nhiều là đẹp hết. Và một điều cam kết là nguyên zin, không zin, không bán. Đây, có một con có giày, hai con có giày, ba con có giày, bốn con có giày ha. Tổng cộng bốn con có giày nối theo, còn bốn con không giày nha. Tình trạng là kiến bọng không nứt, không bể, không tháo máy, không gì hết, không chùi rửa luôn. Có cái con này là em chùi rửa bán lẻ 250 mà em chưa đăng. Giờ em bán hết cái lô này là giá 200.000, chưa bao gồm phí ship ha. Mua hết em mới bán giá 200 nha, còn mua lẻ là con đẹp em bán khác, con xấu bán khác nha. Chẳng hạn như con này mà hãm nó xấu giống gì nè, em chùi rửa là được vậy nè. Em chỉ chùi rửa em tính bán đồ con hư 250, em bán lẻ con này là 250. Nhưng mà bán hết này á thì giá là 200.000. 1.6 triệu chưa bao gồm phí ship. Đó. Giờ em quay từng con từng sản phẩm cho quý khách xem ha. Chẳng hạn như con này em vừa vệ sinh nè, để bữa nay em đăng nè. Em bán lẻ là 250.000 ha. Mấy con này là cam kết là nguyên zin hết nha. Không có qua thợ thầy sửa chữa gì hết á. Đó, có sửa là cho luôn. Cam kết mạnh luôn đó. Với tỷ sữa thì em bán giá có giá hơn, bán tới 450, 500.000 con nè. Chẳng hạn con Toshiba này đẹp nè, thương hiệu nè, ha. Kiến còn đẹp lắm ha. Chỉ giờ không găng, không nứt, không bể gì hết nha. Nó còn bụi gì đó, giờ sao bán cái găng gì luôn cho quý khách, cô chú anh chị em đó. Như con này thì nó đẹp nữa nè, nó có hiện giờ đầy đủ nè. Kiến. Con này thì thấy nó không sắc sảo ha. Và con Yamagin, con này tương đối là còn đẹp nè. Đó. Bốn. Đây, con này Iri Oyama vậy nè ha. Làm kiến cũng không bể luôn ha. Rồi em bán lô trước đi. Còn không lô được thì em chùa gỡ bán lẻ thì nó giá hơi cao hơn chút. Còn bán lẻ mà không được nữa thế thì em đưa thầy thợ sửa 100.000, em bán 400-500.000. Nhưng mà bán vậy thì nó không có cái giá trị của cái zin. Nhưng mà em bán em cũng sẽ nói con này có sửa chữa nha. Đó, với tại vì đó bán em sẽ nói có sửa chữa. Nè, bụi nó đóng gì nè. Em chưa mở ra coi luôn đó. Con sao bán cái gan gì luôn cho quý khách, cô chú anh chị em tự về binh, tự về sửa ha. Kiến là cam kết không bể, không gì chân nha. Còn nhiều lắm nè, con này còn quá đẹp luôn nè ha. Có quý khách nó bán lời lắm, con 100.000, 150.000 lọn mắt. Giờ nó hư tờ lơ, kêu đây là bánh xác nè. Con này đẹp nè, quá cũng xịn luôn nè. Ưu quá, 2019 luôn mới ghê nè. Rồi ok nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nè, có mua sữa thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Mua cái lô này là ngon nè, tại vì cái sợi dây nguồn hết 150.000 rồi ha. Con này là một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè, năm con là ăn tới năm con có dây là ăn chung phải bốn con, sướng rồi. Nói với tỷ mà quý khách nào, ông thợ nào mà biết chỉnh sửa ha, con này mua em bán 200 tiền ship, 200 mấy, giữ lắm đi, 250 đi. Bỏ công qua sửa 300 gửi, bán 500-600 rồi phải gu cái con này nè. Ha, ý em ví dụ vậy đó. Rồi, quý khách nào mua thì ủng hộ em nha. Em xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại quý khách vào dịp khác.